Em xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em cũng có dịp đi làm ở Châu Thành đó. Em thấy cái đoạn đường mà đường dẫn từ ở ngay chỗ Sơn Đông đi lên tới cầu Đập Miễu 2 anh chị. Thì họ đã làm con đường nó cũng tương đối là nó rất là đẹp rồi anh chị. Đường rất là rộng ha. Ở hai bên đường bên đây thì họ cũng có làm những cái như là đường lề bộ hành bên đây nè, cứ để mà xe máy đâu đi được đó anh chị. Để mà người ta sẽ tẻ qua bên các cái xã với nhau đó. Bên đây người ta làm xong rồi nè, còn bên kia thấy hình như là cũng chưa có hoàn thành hẳn anh chị. Còn con đường này thì bây giờ họ đã ban đá ra nó rất là bằng, rất là đẹp rồi ha. Thì sẵn thì em cũng sẽ cập nhật một tí về cái đường dẫn ở cầu Rạch Miễu 2 để anh chị mình cùng xem, đặng mình xem cái tiến độ nó như thế nào nha. Ngay chỗ mấy cái xe mà người ta đang làm bằng đó đó anh chị, là cái đường đó là mình đi lên Sơn Đông đó. Còn từ bên kia đi thẳng qua bên kia là mình sẽ xuống dưới cái hướng cầu Hàm Luông ha. Nè, ở bên đây người ta làm một cái con đường xe máy đồ đi được rồi nè ha. Đường rất là rộng, rất là đẹp rồi. Còn ở bên kia thì thấy chưa có làm hoàn thành anh chị. Tính ra Bến Tre mình làm cũng nhanh ghê á. Khúc này lúc trước là cái bãi đất ở đây là rất là cao, bây giờ người ta đã ban xuống nó thẳng băng luôn rồi anh chị. Cái đường dẫn mà từ ở cầu Hàm Luông mình dài lên tới cái cầu Rạch Miễu 2 là làm qua rất là nhiều các cây cầu anh chị. Một số nơi thì cây cầu người ta chưa có làm hoàn thành á, nên là mình chạy thẳng qua anh kia cũng chưa có được đâu anh chị. Đây là mình đi tới cái ngã tư trước là ngay chỗ cái đường mà mình đi lên Sơn Đông rồi đó anh chị ha. Đường rất là rộng anh chị. 11 từ cầu Hàm Luông á, mình xuống cầu Hàm Luông á, mình qua cái đường dẫn này, mình lên cầu Rạch Miễu đi qua bên Tiền Giang rồi, rất là nhanh anh chị. À, cái hướng bên đó là hướng đi Sơn Đông ha. Đây thì bây giờ người ta đã đổ đá rồi hết rồi nè. Nhưng mà cái này còn đợi cán nhựa nóng nữa là xong. Đường dẫn bên đây thì người ta còn đang làm đây anh chị. Đó, người ta đang ban cái đất ra. Bắt đầu người ta sẽ đổ đá lên. Đổ đá lên bắt đầu là mình đã cán. Cán rồi mình sẽ tráng nhựa lại. Con đường quá trời rộng luôn. Rộng như con đường cao tốc anh chị ha. Còn từ ở ngay chỗ cái ngã tư mà đường huyện lộ 173 mình qua tới các xã bên kia là xã Tường Đa và xã An Khánh, có lẽ là họ chưa có làm xong đâu anh chị. Em thấy là ngay cái cầu ở phía trước là họ cũng chưa có làm, nhưng mà chắc sẽ có cái con đường tẻ để mình đi qua bên đó đó anh chị. Đây con đường này mốt là mình sẽ quẹo ra nè ha. Đó. Để xe cộ nó thông thương luôn. Còn nếu mình đi cầu Rạch Miễu thì cầu Miễu 2 thì mình sẽ thẳng con đường bên đây. Còn thôi thì là mình sẽ đi con đường này. Mình quẹo đi ra ngay chỗ dòng xe 173. Đường rất là rộng anh chị. Quá trời đẹp. Em đi thẳng lên tí coi sao ha. Ở đây thì có cây cầu, có lẽ là chưa đi được đâu. Có, nó cũng có hai cái đường ở bên hông đây anh chị, mà không biết mình qua có được hay không đây. Đây em đi thử tới tí, không được thì em sẽ vòng lại em đi con đường ở phía bên kia ha. Ở bên kia cũng đổ đá xong rồi nè. Mới mốt cầu Rạch Miễu 2 mà mình làm hoàn thành nữa thì không có còn kẹt xe nữa đâu anh chị. À bên kia có một cây cầu kìa, còn đây như chưa đi được đó. Đây cái bãi đất đây chưa đi được. Ở bên tay phải bên đây là cũng đang xây một cây cầu ha.
ở đây chắc lên không được rồi. Để em sẽ vòng qua cái con đường ở phía bên tay trái bên đây nè anh chị. Con đường bên đó thì bây giờ hiện tại là còn là có con đường đất, nhưng mà có lẽ là mình sẽ đi được đó, đi mình sẽ thông qua bên xã Tường Đa luôn. Anh chị thấy rộng thênh thang không? Này là bao kẹt xe luôn ha. Như ở phía Vĩnh Long á, thì ngày xưa là mình chỉ có một cây cầu Mỹ Thuận 1 thôi. Rồi sau này họ xây dựng cây cầu Rạch Miễu 2 để nối vào cái đường cao tốc đó mà từ ở Trung Lương đi qua bên Mỹ Thuận luôn anh chị. Nên là cái con đường Mỹ Thuận bây giờ là đi Vĩnh Long rồi là ít có bị kẹt xe lắm. Đây mình sẽ đi con đường ở bên hông đây nè ha. Em cũng đi thử xem coi đi tới đâu anh chị. Còn nếu mà đi không được thì hồi tí mình sẽ vòng lại nữa. À ở đây người ta sẽ trải bạt ha, trải bạt để mình sẽ đổ bê tông, đổ đá lên. Con đường bên đây bây giờ mới bơm cát. Mình đi thử ha. Giờ này là đầu giờ trưa nên là công nhân người ta cũng chưa có làm việc đâu. Còn lúc mà công nhân người ta đang làm thì mình đi rất là khó anh chị. Người ta đang làm mình đi chạy qua chạy lại đồ vướng víu công việc người ta làm ha. Ồ có xe máy đi kìa, không lẽ qua được ta. Ở bên đây thì có xây một cây cầu. Đây lên được không? À, tới đây. Ở phía trước đây thì thấy có một cây cầu nè. Mà không biết là có qua bên kia được không nữa anh chị. Giờ mình đi thử đi, không được thì em sẽ vòng lại ha. Đây có bộ khó đi rồi nha. Cái đường giữa thì thấy cái cầu ở giữa đây làm như là mình qua không có lọt, không qua không có được anh chị. Mấy cái cầu này lớn quá trời lớn luôn. Cái cầu đây đúng ra là mình đi chưa được luôn á. Nhưng mà để thông xe tạm tạm cũng được ha. Trong lúc mà người ta làm rồi đó. Đi thử đi. Không được thì mình vòng lại thôi. À qua được luôn ha. À, cái đường dẫn bên kia thì thấy là đất đồ người ta vẫn còn đang đổ đất nè, chưa có làm xong hẳn ha. Vậy là con đường này, cây cầu này mình qua được, không sao. Qua tới bên này xíu thì đây là người ta đã đổ đá rồi, là mình sẽ đi dễ rồi anh chị. Ở trên đây thì nó bơm cát. Nè, ở đây thì nó còn những cái ủ đất rất là cao mà cũng chưa có ban ra nè ha. Con đường dẫn bên đây thì họ cũng đã làm đổ đá đồ rồi, rất là ngon này ha. Đây mình đi thẳng tới là tới ngay chỗ xã Tường Đa rồi đó anh chị. Mấy hôm trước thì em cũng có xem các cái video về cầu Rạch Miễu 2 ở phía bên từ ngay chỗ An Khánh mà mình đi ra tới bên cồn Thới Sơn, anh chị thấy là các bạn đã chạy qua được rồi. Hôm nay thì mình cũng đi khám phá thử xem như thế nào ha. Còn con đường dẫn lớn ở trên thì cũng chưa có làm, chưa có được anh chị, chưa có xong ha. Xe đồ mình đi qua không có được.
chỉ đi con đường dẫn nhỏ đây thôi. Các cái đá người ta cũng chưa bàn ra ha. Con đường dẫn từ ở cầu Hàm Luông mình đi lên tới cầu Miễu 2 anh chị, thì giải tỏa đa phần là đất vườn không à, nên là nó cũng đỡ anh chị, nó không có dính vào những cái như là đất đô thị đồ á. Giải tỏa mà đất đô thị đồ thì nó khó khăn anh chị, giá thành nó sẽ cao hơn, còn các đất vườn thì nó sẽ dễ dàng hơn. À, tới đây khúc này người ta đang làm nè, nhưng mà xe máy thì mình qua nó cũng lọt được nè, chạy rồi nó hơi khó tí xíu, không sao, em đi vẫn được ha. À, bên đó chắc là người ta sẽ làm cống đó anh chị. À, bên đây người ta làm cống nè. Cống. Đường dẫn khúc này thì bên trong mình chưa có làm ha, chưa có đổ đá, mới vừa bơm cát thôi anh chị. Đây anh chị thấy là toàn ở đất vườn không à, vườn dừa, vườn chuối, nên là giải phóng mặt bằng ở bên Bến Tre mình thì nó tương đối là nhanh hơn. Khúc này thì còn rất là ngổn ngang ha. Nghe thông tin thì đến 2 tháng 9 năm 2025 bắt đầu là mình sẽ thông xe anh chị. Nay thì cũng gần đến 2 tháng 9 năm 2024 rồi, cũng như là còn một năm nữa là cầu Rạch Miễu 2 mình sẽ được thông xe. À, ở đây có một cây cầu nữa. Đây là vườn cam với bưởi. Ở Châu Thành thì người ta trồng bưởi da xanh đồ nhiều hơn. À, khúc này là chuẩn bị mình ban ba cái đá ra nè. Đó. Tới đây không biết đi sao đây. Ồ lầy nha. Bây giờ em sẽ tạm ngưng video tí xíu nha. Lỗi sình rồi. Hồi nãy em mới vừa ở trên cái đường dẫn ở giữa mình xuống đây anh chị. Đây là xã Tường Đa nè. Khúc này thì còn tương đối là ngổn ngang. Đây vẫn còn đang làm. Đường tới khúc này thì mình đi rất là khó. Hồi nãy em đi theo cái hướng này xuống nè. Nãy đi theo cái hướng này xuống. Trên đó thì đất đá đồ rất là khó chạy xe. Còn con đường này là mình sẽ đi tới ngay xã An Khánh đồ đây anh chị. Nhưng mà đường đi thì bây giờ tương đối là khó nha. Hôm nay chiều thì có dịp em cũng đi trên Châu Thành á. Sẵn thì em cũng chia sẻ một tí về cái con đường dẫn ở từ cái khúc mà Sơn Đông á. Mình đi lên cái hướng cầu Rạch Miễu 2 ha. Tới đây thì bây giờ đi nó tương đối là khó khăn, nên là chắc là em sẽ quay trở về thôi. Đường này thì mình đi thẳng ra là mình sẽ tới ngay chỗ
ngã tư Tuần Đậu anh chị. Cái lộ này thì là mình sẽ thông từ ở cái xã Tam Phước nè, rồi mình sẽ tới xã Tường Đa, rồi mình sẽ lên như là Thành Triệu, cái gì An Hiệp, Thành Triệu, rồi dài dài lên tới Quế Thành, giống như gọi là con đường liên xã anh chị. Đây là tới xã Tam Phước rồi nè. Em tính đi thử lên cái hướng lên cầu Rạch Miễu 2 á, xem coi như thế nào rồi. Mà đường đi nó hơi lòng vòng tí xíu đường, tại giờ người ta còn đang làm anh chị. Đất đồ rất là nhiều, xe đi rất là khó anh chị. Nên là chắc em sẽ hẹn anh chị vào những video sau ha. Những video sau thì em sẽ đi cái hướng trên thì mình sẽ dễ đi hơn. Con đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 á, người ta làm chị thấy là rộng quá trời rộng luôn á. Và cái ngay chỗ Sơn Đông người ta đã ban đá xuống rồi thì thấy rất là đẹp anh chị. Đây là thuộc là ấp Phước Hậu của xã Tam Phước. Các cái con đường quê ở đây thì em đi cũng thường xuyên lắm anh chị. Em đi thăm những hộ gia đình khó khăn ở trong đây cũng đi thường. Tới đây người ta nhóm như là một cái chợ nhỏ nhỏ vậy đó anh chị. Chợ Phước Hậu. Cái bảng chợ mất tiêu luôn. Bây giờ đi đến các xã nhỏ nhỏ anh chị thấy là rất là nhiều các cái ngôi chợ, rồi các cái chợ nhóm nhỏ nhỏ vậy đó. Bây giờ rất là thuận tiện cho bà con mình đi mua thức ăn đồ anh chị. Ngày xưa thì chợ ít thì là mình sẽ đi ra các khu chợ lớn, hoặc là sẽ có những cái xe mà người ta bán như là ta cũng để trên cái xe qua lâm rồi đó anh chị. Hoặc là để xe gắn máy thì người ta sẽ bán tập quá, bán dài dài trên các cái con hẻm, các cái đường quê vậy nè. Ta cũng bán ở chợ nhỏ nhỏ vậy nè, bán thức ăn, thịt heo, đồ rau, cải đầy đủ. Mình đi đến các cái khu chợ thì thấy tập trung nó sẽ đông đúc hơn. Còn đi hơi xa xa chợ thì thấy là nó thưa thớt hẳn à. Nhà cửa đó thì nó khang trang nhưng mà người ta ở trong nhà không à. Đường phố chị thấy rất là vắng. Bây giờ các cái đường giao thông nông thôn như vậy là chị thấy là rất là ngon, rất là rộng rồi ha. Hai lên đường đi, đường cũng 6 mét trở lên không à, 6 mét tới 8 mét đường rất là rộng, xe cộ đồ đi thoải mái. Còn khoảng chừng vài trăm mét nữa là mình sẽ đi ra tới ngay chỗ ngã tư Tuần Đậu qua đây anh chị. Các con đường ở Bến Tre anh chị thấy bây giờ là rất là thông thương ha, xe máy đồ mình đi ở đâu nó cũng tới anh chị. Bây giờ đường nó chẻ ra, nó làm nhiều đường á, mình đi nó cũng dễ nữa.
ra tới đây rồi bắt đầu là các cái nhà người ta bán tạp hóa rồi dọc hai bên đường rồi nè ha. Ngã tư phía trước là ngã tư Từng Đậu đây. Cái hướng mình quẹo trái lên là mình sẽ đi lên cầu Rạch Miễu 1 anh chị. Còn quẹo phải thì là mình sẽ về lại thành phố Bến Tre ha. Đèn đỏ xe máy được quẹo phải nè, có cái bảng chỉ nè ha. Bây giờ một số con đường đó là người ta không có cho xe máy quẹo phải, không có cho mà cái ngã ba mà xe máy đi thẳng được nha anh chị. Bây giờ không khéo là chạy lỡ quớ là bị phạt á. Hôm nay thì thời tiết bắt đầu là hơi dịu mát đây anh chị. Bầu trời bắt đầu là mây đen rất là nhiều. Lỡ quớ là chiều nay là cũng sẽ có một trận mưa rất là lớn này. Hôm qua Bến Tre mưa lớn khủng khiếp lắm anh chị. Ở thành phố Bến Tre mà nước ngập lên tới đầu gối. Còn ở các huyện thì có lốc xoáy rồi đó, nhà sập rất là nguy hiểm anh chị. Hôm nay em cũng đi lên trên cái xã Thành Triệu á, là trên đó là có hai căn nhà bị sập rồi, những cái cây cối như là trái cây rồi nó quê lại rồi nó cũng ngã rồi rất là nhiều. Ở bên mặt tiền người ta cũng có bán nước giải khát, rồi bán những cái trái cây theo mùa đó anh chị, bán những cái nho rồi đó, bán về chứ mà dễ sống nha. Mở nhỏ nhỏ vậy là mình không có tốn tiền này tiền kia, nó dễ sống hơn. Bán lề đường rồi vậy anh chị, mình không có tốn tiền nhiều. Nhưng mà chỉ có là bán được trên những cái trục đường nào nó được thôi, chứ mà còn ở như trung tâm thành phố Bến Tre mình lấn chiếm lòng lề đường là cũng bị phạt luôn. Đường phố Bến Tre thì anh chị thấy là vẫn vậy, cũng không có thay đổi nhiều lắm đâu anh chị. Lâu lâu thì chỉ có là một số thay đổi gì khác thì em mới đi cập nhật cho anh chị mình cùng rõ hơn thôi. Như cái đường dẫn mà từ ở cầu Hàm Luông mình đi lên tới cầu Rạch Miễu thì hiện tại bây giờ mình vẫn còn đang làm đó. Nhưng mà chỉ có là xong một đoạn thôi anh chị, chứ mà chưa có hoàn thành hẳn đâu ha. Thì tương lai thì tới 2 tháng 9 2025 thì sẽ hoàn thành ha. Đây cái đèn đỏ này là xe máy là mình cấm đi thẳng nha anh chị. Đèn đỏ là mình phải dừng. Còn cái đường đại lộ Đông Tây thì mình cũng đã làm gần hoàn thành rồi anh chị. Bây giờ chỉ còn cái đoạn mà ngay chỗ cái ngã tư ngay chỗ đại lộ Đông Tây và cái đường Nguyễn Huệ á, mình làm xong cây cầu đó nữa là nó sẽ thông qua tới cái khu phố chợ Phú Khương này. Ở Bến Tre thì bây giờ mình phát triển nó cũng tương đối là chậm anh chị. Nhưng mà từ từ thì Bến Tre mình nó sẽ đẹp hơn thôi ha. Bình thường anh chị thấy là có cầu Rạch Miễu 1 thì thôi, mà các cái lượng xe mà từ ở bên Trà Vinh, Vĩnh Long và ở cái hướng miền Tây Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đó, người ta đi ngang rất là nhiều. Mai mốt mà cầu Rạch Miễu 2 mà hoàn thành nữa là trong tương lai là người ta sẽ đi cái đường ở Bến Tre mình đi nó sẽ nhiều hơn nữa anh chị. Tại vì nó sẽ gần hơn cái đường quốc lộ 1 rất là nhiều.
gần tới ngay ngã tư Tân Thành anh chị. Ở bên tay phải mình là sẽ có quán cơm tấm cô 10 ha. Rồi ở bên hướng bên cầu Hàm Luông á cũng có quán cơm tấm cô 10 nữa, người ta cũng đón đầu cái xe mà từ Trà Vinh, từ cái hướng ở Trà Vinh đồ người ta đi qua đó anh chị. Nhưng mà cái quán bên phía bên đây thì sẽ đắt hơn, còn bên kia thì thấy nó hơi vắng khách anh chị. Nhưng mà người ta mở giống như là người ta cũng đón đầu khách á. Đây giờ em đã tới dòng xe ngã tư Tân Thành rồi đây. Con đường Võ Nguyên Giáp này thì mình sẽ lên cầu Hàm Luông ha. Còn quẹo trái về thì là mình sẽ vào thành phố Bến Tre. Lúc này Bến Tre thì buổi sáng thì nắng rất là tốt anh chị. Tầm chiều chiều bắt đầu là mây đen kéo tới, là mưa đùng đùng luôn. Thì lúc này trên đường đi làm anh chị thì em cũng cập nhật một tí về Bến Tre để anh chị mình cùng theo dõi xem Bến Tre mình nó có thay đổi gì hay không ha. Chứ còn Bến Tre thì em đã làm rất là nhiều video rồi, đa phần là những cái con đường nó cũng anh chị cũng đã theo dõi, anh chị cũng đã biết hết rồi. Nhưng mà nó có một số thay đổi gì đó thì em sẽ cập nhật đến anh chị mình rõ hơn. Thôi thì video của em giờ mình sẽ tạm ngừng tại đây nha. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.